Hello anh em, hôm nay sẽ là một cái video rất là hay đối với những bạn có cái chất tóc dày này, bông xù này hay là xoăn này. Đấy, như anh em đang nhìn thì bạn này có một cái chất tóc rất là dày và bông xoăn, rất là khó để chơi những kiểu tóc sai bát. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em cái vấn đề ép cúp. Như mọi khi mình vẫn nói với anh em thì bên trên thì mình sẽ bôi thuốc duỗi, còn đằng sau gáy chỗ mình đắp giấy là mình sẽ bôi ép sai nhá. Đấy, thì sau khi mà thuốc nó đã được thì mình sẽ đi xả và sấy khô, và sau đó mình sẽ sử dụng cái máy nạ bé này, anh em nhìn này. Đấy, thì thân tóc thì mình sẽ nạ thẳng và cái ngọn tóc thì mình sẽ nạ hơi cong vào nhá. Đấy, mình sẽ nạ cả đầu như vậy. Và sau khi mình đã nạ xong rồi đây. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Phần thân tóc này rất là thẳng mượt, còn ngọn tóc thì mình sẽ làm cho nó cong và mịn vào. Thì sau khi mà làm xong ấy thì mình sẽ sử dụng cái thuốc số 2, cái thuốc duỗi nhá, cái thuốc số 2, thuốc dạng kem đấy. Mình sẽ bôi và mình sẽ lên trục như trục uốn vậy. Đấy, bôi thao tác như là uốn tóc vậy. Đấy, thì được khoảng tầm 15 phút thì mình đi xả nó ok rồi. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Trong cái tình trạng mà tóc ướt ấy thì là cái ngọn tóc nó sẽ hơi cong nhẹ một chút. Thân tóc thì nó vẫn thẳng, cái ngọn tóc nó hơi cong nhẹ một chút. Đấy, thì sau khi mình sấy khô nhìn nó rất là tự nhiên. Nó không có cảm giác là như kiểu là mình ép tóc vậy. Đấy, nhìn nó cảm giác như tóc như kiểu là tóc tự nhiên ấy. Chứ nếu như anh em không làm theo cái phương pháp này ấy, thì rất là dễ bị đơ tóc nhá. Đấy, nhìn như robot ngay. Thì sau khi mà đã sấy khô và tỉa tót chỉnh chót này một chút cho bạn đấy, thì đây là cái tóc của anh em đây. Nhìn ok không? Nhìn khác biệt hẳn đúng không? Nhìn tự tin hơn bao nhiêu. Đấy, thì anh em về nhà anh em chỉ cần tạo kiểu nhẹ nhẹ một chút thôi nào, nó cũng rất là đẹp rồi, nhìn nó rất là tự nhiên luôn. Đấy, không có cảm giác là tóc bạn này là dạng tóc bông xù đúng không? Đấy, thì anh em còn nhớ cái tóc lúc đầu của bạn ấy chứ? Nó một cái sự thay đổi mà đến mình cũng phải cảm thấy là hơi bị ngạc nhiên ấy. Đấy, thì tóc này anh em mà chơi khoảng tầm 4-5 tháng thì đấy, chân tóc nó mọc dài ra, nó xù thì mình sẽ phải ép lại nhá. Rồi, đấy, rất là ok luôn. Rồi, anh em cần tư vấn sản phẩm inbox Zalo cho mình nhá. Cảm ơn anh em.